Alo men. Alo mấy em nghe nói rõ không? Alo mấy em nghe nói rõ không? Đi ngủ, Tiến Phát đi ngủ đi, lát cuối giờ và giữa giờ anh sơn điểm danh Tiến Phát nha. Hello Phương Anh nè, hello Đoàn Thị Bích Thu nè, hello Gia Linh Nguyễn, Nguyễn Gia Linh, hello Lê Hình Lan nè. Mấy em nghe nói rõ không? Hello Huyền Trang nè. Hello mấy em nghe nói rõ không? Các em làm bài tập xong chưa? Alo anh. Không có tiếng hả? À có tiếng mà. Rồi, các em làm bài tập xong chưa? Các em làm bài tập chưa? Có khó không? Bài test. Để anh đóng link bài test lại. Có à, Huyền Trang thấy khó hả? Cái này anh Sơn cũng không thấy khó lắm em. Chắc tại vì anh Sơn làm mấy cái con ngữ pháp này quá là quen thuộc rồi nên anh Sơn không cảm thấy khó ha. Nhưng mà các em thì mới học, mới quen cho nên các em sẽ cảm thấy hơi khó, cho mình cố gắng thì mấy em không sao đâu ha. Để anh đi đóng cái link bài test lại. Trời ơi, quá hiện lên trời. Khó anh ơi, khó hả? 46 bạn làm tham gia thi nè, những bạn khác điểm trung bình là 16,28 điểm. À vậy mấy em cũng giỏi rồi hả? Chỉ có hình như là có một bạn là có một bạn 9 điểm nè. Ồ sao 9 điểm ít thấp vậy em? Có hai bạn 12 điểm, ba bạn 13 điểm, ba bạn 14 điểm, ba bạn 15 điểm luôn, 7 bạn 16 điểm, 11 bạn 17 điểm, 13 bạn 18 điểm và 19 bạn và ba bạn 19 điểm. Anh xem lại đáp án câu My Mother Told Me đi anh. My Mother Told Me hả? Câu số mấy vậy? Anh cũng không biết nữa mấy em, tại vì cái này là câu hỏi anh đưa cho chị Át soạn á. Không phải, câu hỏi này là anh soạn, anh đưa cho chị Át để chị Át làm link bài test cho mấy em á, cho nên là có thể là chị maybe là chị gõ sai đáp án á, chị tô sai đáp án á mấy em. Câu 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 nào vậy? Câu my mother told me hả? My mother told me là câu nào ta? Có câu đó hả ta? À not to speak mấy em ơi, my mother told me là not to speak nha, là câu D mới đúng nha mấy em. Câu này my mother told me. Đây. Câu này nữa bạn, my mother told me này nè, thế bạn chọn là câu đi đáp án đúng nha. Bởi vì nhớ là not là phải đứng trước to verb, not phải đứng trước danh động từ và cũng như là đứng trước động từ nguyên mẫu. Ví dụ mình nói là not wanting, không muốn, đúng không ạ? Not wanting. Đó, hoặc là not to speak, không nói ha, chứ không có dùng là to not speak nha, trên câu C không đúng nha em, phải là câu D mới chuẩn xác. Lát anh Sơn sẽ chỉnh lại đáp án để cộng điểm cho mấy em nhé. Rồi bây giờ mình chọn câu 1 mấy em ơi. Câu 1 em thấy từ couldn't help là một từ hết sức thông dụng, đúng không ạ? Thấy từ couldn't help các bạn biết sao cộng gì mấy em? Cộng phúc bin. Nếu cộng phúc bin thì bạn hãy câu mà to verb là sai rồi nè. Đúng không? To verb là sai rồi nè. Đó, bây giờ mình còn câu A với câu C. Vì em có nhớ hôm bữa anh Sơn nói gì không? Sự khác biệt giữa verb in. Sự khác biệt giữa verb in và having phân từ hai là gì mấy em? Là having phân từ hai nó nhấn mạnh vào cái gì? Nó nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động. Hoàn thành của hành động tức là gì? Tức là một hành động mà đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ, đúng không ạ? Vậy bạn nhìn câu này có phải là hoàn thành hay không? X đó chính là lỗi của anh ấy, nhưng mà tôi không thể nào không cảm thấy có lỗi cho anh ấy được. Câu mà nghe nghĩ kỳ ha. Vậy câu là tôi không thể nào không cảm thấy có lỗi cho anh ấy được, câu mà nó không phải là tính hoàn thành gì cả, cho nó đúng mình là câu A thôi, đơn giản ha, rất dễ dễ mà. Rồi câu số 2 bạn hãy từ
động từ không, to ngữ không? Vậy đúng là dạng thức nha. Thằng này không phải đặc biệt, mình có bốn trường hợp đặc biệt là từ make, từ let, từ help và từ have, đúng không ạ? Và các động từ thuộc ở mặt chi giác. Vậy nếu không phải vào những trường hợp này thì động từ cộng to ngữ phía sau phán cho anh to verb đúng cho 90% các trường hợp. Và trong này còn to verb thì anh loại được câu D vì drinking là verb in rồi. Anh loại được câu A vì chia thì hoàn thành là sai, đúng không ạ? Chứ mà mình cần danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu, chứ mình không cần thì hoàn thành. Vậy bây giờ bạn thấy là to drink hay là not to drink, thế bạn nhìn medical authorities. Bài luyện tập số 3 không chữa anh, bài luyện tập số 3 không chữa nha. Bài luyện tập nó rất là dễ em, nó giống bài luyện tập số 2 thôi. Medical authorities là nhà chức trách, những nhà chức trách về sức khỏe, thì họ cảnh báo chúng ta rằng là không nên uống nước mà chưa có đun sôi nó, đúng không ạ? Vậy không nên uống nước và chọn câu B, đúng không? Không uống, not to drink. Rồi, các bạn nhìn anh từ without là gì? Without là giới từ. Sau giới từ cộng giùm em, sau giới từ cộng phụ in. Hiểu chưa ạ? Rồi câu số 3 thấy không ạ? Câu số 3 mình chọn cái gì? Câu số 3 bạn nhìn cho anh nè. Most people talk too much. Hầu hết chúng ta nói rất là nhiều. Nói rất là nhiều nhưng chúng ta không nhận ra cái tầm quan trọng của việc lắng nghe, đúng không ạ? Vậy cái lắng nghe này là làm chủ ngữ, về đứng đầu câu làm chủ ngữ người ta dùng verb in, đúng không ạ? Còn to verb vẫn đứng đầu câu làm chủ ngữ được, nhưng mình dịch là gì? Mình dịch là để ha. Chỗ này không phải là để nghe được, chỗ này là lắng nghe thôi. Vậy lắng nghe phải là một cái chủ ngữ giống như giờ là danh động từ, là câu D, hiểu không ạ? Rồi câu số 4 bạn nhìn từ finish, sau finish cộng gì mấy em? Sau finish cộng verb in. Nếu cộng verb in thì mấy em sẽ loại anh được câu A nè, đúng không? To have và to verb rồi. Mấy em loại anh câu B nè, to use cũng là to verb rồi. Using hay là having using, nó có nhấn mạnh tính hoàn thành hay không? Thì bây giờ dịch thử, không còn dịch luôn các bạn. Các bạn thấy câu trúc bằng sau không? With like. Sau with like cộng to verb, câu là không còn dịch luôn. C đúng. Dễ không? Rất dễ đúng không? Rồi, my cộng với em, my cộng verb in. Nếu cộng verb in thì câu B đúng luôn. Explaining it, giải thích nó một lần nữa. Rồi câu 6 bạn thấy từ see không? See là gì em? See là động từ thuộc mặt chi giác, đúng không? Vậy bạn có nhớ không? Động từ thuộc mặt chi giác mà cộng tân ngữ thì phía sau nó sẽ cộng verb nguyên mẫu. Nếu như mình nhìn, mình thấy, mình nghe toàn bộ hành động, tức là từ đầu đến cuối của hành động. Nếu động từ thuộc vào mặt chi giác cộng tân ngữ cộng verb in, tức là gì? Mình nhìn, mình nghe một phần của hành động, tức là mình đi ngang qua, mình bắt gặp hành động nó đang xảy ra. Vậy mình hay dịch là hành động đang xảy ra ha. Mình bắt gặp cái hành động đó, mình bắt gặp cái hành động đó đang xảy ra. Nhớ không? Nhớ lý thuyết không? Xảy ngã ra. Vậy bạn nhìn con này, những đứa trẻ chúng rất là buồn khi chúng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái quả banh của chúng đang trôi ra ngoài biển, đúng không? Đang bị trôi ra ngoài biển nhé. 7 đúng rồi, đang bị trôi ra ngoài biển mấy bạn. Vì chỗ ngoài là đang, đúng không? Nếu là đang ngoài vút binh rồi, đúng không? Như bạn nhìn chỗ ngoài nè, cái quả banh nó phải là bị trôi chứ phải là nó được trôi được, sao bạn? Nó phải bị trôi chứ nó không phải là tự trôi được, đúng không? Nó phải bị động cơ và có tác nhân gây ra hành động cơ. Vậy là bị trôi. Vậy nếu bị động của vút binh là gì mấy em? Là be in phân từ 2, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của bị động là be phân từ 2 mà. Bị động của in là be in phân từ 2, bị động của to verb là to be phân từ 2. Đơn giản vậy thôi, không phải là câu C. Hả? Rất dễ đúng không? Rồi câu số 7 bạn nhìn anh, câu số 7 khó nè. Số 7 khó. Bạn nào mà hiểu sâu sắc câu số 7 này là anh Sơn khen giỏi luôn. Đoàn Thị Bích Thu 7A. Bảy mấy em chọn câu gì? Ngày mình bên nhau say tỏ hồng lên núi thành đôi. Bảy Vũ Hoàng Dũng chọn A, Hồ Thiện chọn A luôn. Rồi, tại sao chọn A vậy mấy em? Sao chọn A vậy? Rồi, câu số 7 bạn nhìn. Đầu tiên là căn cứ vào từ need, đúng không mà? Need. Mấy bạn nhớ cấu trúc từ need không? Need cộng to verb là chủ động, need cộng verb in hoặc to be phân từ 2 là bị động. Vậy là orphan là mồ côi nhớ bạn, elephant là những con voi, và những con voi mồ côi đó là những con voi còn nhỏ mới sinh rồi mà mất mẹ đó.
Thì những con voi mồ côi nó là sao? Nó cần được cho, đúng không? Nó cần được cung cấp những cái người bạn đồng hành, những cái người bạn đồng trang lứa với nó. Vậy cho là được, cần được cung cấp, cần được cho, đúng không? Vậy là bị động các bạn. Vậy là bị động, nít mà dạng bị động nha. Nít mà dạng bị động mà cộng gì? Cộng vấp in. Không cộng in mình cộng gì? Mình cộng to be phân từ 2. Đúng không ạ? Như vậy các bạn nhìn thấy câu D bin phân từ 2 là sai nè. Hiểu không? Câu ở câu D là sai nè. Câu B là to have phân từ 2 là chủ động rồi, đúng không ạ? Đối với bạn, bị động của to have phân từ 2 là gì? Bị động của to have phân từ 2 bạn thêm bin vô thôi nha. Trong này có bin nó là bị động. Hiểu không? Trong này thêm bin nó là bị động. Vậy câu này là chủ động cũng không đúng rồi. Đó. Hả? Bây giờ bạn nhìn, bây giờ mình có câu này là bị động, to be phân từ 2 và to have been phân từ 2 là bị động. Đó. Nhưng mà bạn nhìn nè, cái vế sau đó có with have phân từ 2 và with cộng với nguyên mẫu thì mình lại phân biệt cái vế sau, đúng không? Cái vế sau dễ phân biệt hơn, mắc mới thì mình lại phân biệt cái vế đầu, đúng không? Đó, vậy vế sau là phân biệt sao mấy em? With have phân 2 giả định, đúng rồi. Mấy bạn nhớ nè, cái thằng with have phân từ 2 này rất ít gặp. Rất ít gặp trong các cái câu câu mà gần như bạn chỉ gặp nó trong cái câu điều kiện loại 3 thôi hả? Gần như chỉ gặp trong câu điều kiện loại 3 thôi. Và câu điều kiện loại 3 nó có dạng thức là gì? Có dạng thức là if cộng chủ ngữ cộng have phân từ 2, đúng không? Phải chủ ngữ đi với with have phân từ 2, đúng không? Là câu câu điều kiện loại 3. Vậy bạn nhớ là điều kiện là gì? Điều kiện chính là giả định. Điều kiện loại 3 là giả định cho những sự việc trái với quá khứ, trái với quá khứ. Vậy bạn nhìn mình dịch cái câu rồi nha, là những cái con voi mồ côi á thì chúng cần được cung cấp những cái người bạn đồng hành, cần được cho những người bạn đồng hành như là chúng nhận được từ cái người mẹ của chúng trong môi trường hoang dã, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là chúng có mẹ không? Thực tế là chúng không có mẹ, mẹ chúng chết rồi. Và thực tế là chúng ở trong môi trường hoang dã không? Không, thực tế nó cũng không ở trong môi trường hoang dã. Thực tế nó sao? Thực tế nó đã ở trong sở thú rồi, đúng không? Vì nó ở trong sở thú cho nên nó mới cần được cho những cái the same, những cái con the same companionship, là những cái con đồng hành đồng trang lứa của nó, đúng không? Những cái con voi bạn bè của nó. Về đó là đang giả định cho một sự việc trái với quá khứ, phải là đúng, phải là câu A. Vì nó là giả định nhé bạn, cho nên là giả định. Đấy, con này nó để mà hiểu được cái with have phần thứ hai là một cái rất là khó luôn, đúng không? Đấy. Rồi, câu số 8 quá đơn giản. First, the first là gì mấy em? The first là số thứ tự. Sau số thứ tự dùng to verb, quá đơn giản hả? To verb thì bạn thấy là câu này to verb nè. Be là sai rồi nè, đúng không? To be cũng to verb nè. Rồi, bây giờ mình coi cái vế số 2. Mấy bạn coi nè, cái người đầu tiên mà bay không ngừng nghỉ, bay non stop là bay không, mấy bạn biết chuyến bay non stop không? Ví dụ mình book vé máy bay á, thì mình có là chuyến bay non stop, tức là bay sao ta, tức là ví dụ anh ở Việt Nam đi, anh đặt một chuyến bay non stop qua Mỹ là anh bay khoảng 18 tiếng, bay qua Mỹ là 18 tiếng nha mấy em, bay sang Mỹ 18 tiếng không có cái phần transit đó. Transit là quá cảnh đó, ha. Tức là mình không có đáp xuống một cái nước khác để mình quá cảnh mà mình bay thẳng luôn, gọi là bay non stop. Về chỗ này là cái người đầu tiên mà bay non stop vòng thế giới chính là cái ông captain này, đúng không ạ? Vậy câu này chính là, hay nữa là phải là câu B đúng nè. Đơn giản không? Rất dễ đúng không? Quá đơn giản, ha, khó là mà khó. Rồi, câu số 9, on the whole là nhìn chung nha mấy em. On the whole là nhìn chung, nó bằng với in general. In general hoặc nhìn chung, hoặc là generally nhìn chung hả? Dịch là nhìn chung. Về nhìn chung, enjoy, con phải khỏi dịch luôn bạn. Enjoy là gì? Enjoy cộng gì? Sao enjoy cộng hút in? Đúng không ạ? Nó cộng hút in là câu này sai nè, to verb sai, đúng không? Các bạn hãy cho tân ngữ không? Our local club, club là một cái tân ngữ, đúng không ạ? Vậy nó có tân ngữ thì không phải là bị động, mà câu D là dạng bị động nè. Bên phần thứ hai là bị động, sai luôn. Câu B sai luôn.
Này đơn giản quá ha. A thôi, quá dễ. Rồi. Nè bạn nhìn chỗ này nè. Chỗ này ví dụ giáo viên sẽ dạy bạn thế này, giáo viên dạy mấy em là thu. Không. Không phải. Giáo viên sẽ kêu em dịch cái chỗ ngoài để chọn to verb, to feel ha. Nhưng mà anh chỉ với bạn là cái mẹo là gì phải không? Anh chỉ bằng cái mẹo là gì? Cái mẹo đúng cho 95% các trường hợp á là sau danh từ đúng không? Hoặc là sau tính từ thì cứ cộng to verb nếu chỗ đó nó chỉ mục đích. Họ và nó đúng cho 95% các trường hợp, tức là nó vẫn có sai như bạn, cái mẹo do anh chế ra không có qua với cuộc nghiên cứu kiểm chứng nào cả cho nên nó vẫn có thể bị sai. Nhưng mà tỷ lệ cao là trúng. Thì bạn hãy tự regulation đó. Với những cái câu bài tập như vậy thì rất là dài, rất là khó, không biết dịch là không làm được đúng không ạ? Thấy regulation không? Là danh từ đúng không? Sao danh từ phán mẹ to verb bây cần gì phải nghĩ đúng không? Nếu như không biết thì cứ phán to verb mà gần như là đúng hết đó bạn. 50 câu bài tập này mấy bạn áp dụng cái này nè, chắc chắn đúng hết, không sai câu nào luôn. Tức là tỷ lệ đúng nó vẫn tỷ lệ sai nó vẫn có nhưng mà nó rất là ít, rất là ít và gần như là chẳng ra mấy trường hợp đó. Hả? Rồi cái từ regret. Nhớ 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 phần regret không? Regret cộng verb in là hối tiếc vì đã làm gì? Regret cộng to verb là lấy làm tiếc thì phải làm gì? Vậy tôi rất là hối tiếc vì đã gọi là mắng chửi cô ấy rất là gọi là gay gắt vào ngày hôm qua. Cô ấy đã bị tổn thương rất sâu sắc đúng không ạ? Vậy hối tiếc vì đã làm gì cơ? Chỗ này bạn nhìn là verb in thì hai câu này sai đúng không? Be in phần hai là gì? Be in phần hai là bị động. Bị động đúng không? Nhưng chỗ này là mắng chửi cô ấy là phải chủ động chứ không phải là bị động được, chứ phải chọn câu C. Hả? Các bạn thấy không, người chỗ này người ta dùng gì, chỗ này người ta dùng having spoken, tức là làm gì để nhấn mạnh cái tính hoàn thành của hành động ha, tức là gì, tức là cái việc mà tôi mắng chửi cô ấy nè nó đã xảy ra rồi đó ha, còn cái việc mà tôi hối tiếc là bây giờ tôi hối tiếc, còn cái việc mà tôi mắng chửi cô ấy nó đã xảy ra trước cái việc tôi hối tiếc rồi, các bạn hiểu không? Having phân từ hai nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động, đơn giản vậy thôi. Rồi từ let, một trong năm trường hợp đặc biệt sau nó cộng với nguyên mẫu đúng không? Verb nguyên mẫu rồi nè, gì old enough vậy nè, tính từ đúng không? Đó, sau nó cộng to verb không cần phải nghĩ. Đó mà đúng câu nào ta? Câu D, quá đơn giản. Rồi, can help cộng gì mấy em? Can help hoặc là couldn't help cộng verb in. Đó đúng là câu ai quá dễ ha. Các bạn thấy không? Mấy câu rất là dài dòng như vậy ha, nhưng mà nếu mà mình học không có tư duy, mình làm ngữ pháp không có tư duy là mình tất nhiên các bạn, anh vẫn khuyên các bạn là nên dịch khi bạn làm bài tập đó, làm bài tập tại vì sao bạn, các bạn dịch bài học học được nhiều từ vựng, ví dụ học được từ extremely, từ harmful ví dụ vậy các bạn ha. Nhưng mà nếu như mà cái gọi là đúng đúng về bản chất của ngữ pháp là mình không còn dịch, mình hiểu cái cách tư duy của người ra đề là mình làm rất là ngon nghẻ ha, không còn dịch luôn. Rồi mười ba d đúng rồi hả, mười ba d các bạn nhìn nè, các bạn thấy từ half không? Mấy bạn nhớ cấu trúc với dạng thể truyền khiến không? Thể nhờ vả hay thể truyền khiến đó? Thể nhờ vả hay thể truyền khiến đó? Thế bạn nhớ nè, half mà somebody, tức là half cộng tân ngữ chỉ người đó bạn. Half somebody do something. Anh úp khi thì tập 3 không có úp khi em ơi. Have cộng tân ngữ chỉ người nhé, thì cộng verb nguyên mẫu đúng không? Verb be ha, nguyên mẫu. Còn mà have mà cộng tân ngữ chỉ vật là gì các em? Cộng tân ngữ chỉ vật là gì? Là bị động đúng không? Tức là have something done đó. Have something done đó. Thì mình cộng phân từ hai đúng không? Là bị động ha. Với bạn nhìn là chỗ ngoài là it, tức là một cái tân ngữ chỉ vật. À, đúng không? Và cho mày là phân từ hai rồi. Với bạn nhìn ha, chỉ có câu D đúng với dạng phân từ hai thôi. Dễ không? Quá đơn giản. Have somebody do something, have something done. Rồi. Tiếp nè, lucky. Lucky là gì mấy em? Chẳng cần học ba cái cấu trúc quỷ quỷ mai à cả đúng không? Lucky là gì? Tính từ, may mắn đúng không? Tính từ. Sao tính từ cộng gì? Cộng to verb đúng cho 95% các trường hợp mà, đúng không? To verb. Đấy. To verb. Rồi, thằng này sai. Hiểu không? Này sai. Bên sai hết rồi. Bây giờ bạn nhìn nè. Câu này là to have found và câu này là to have been found, tức là có been và là dạng gì mấy em? Có been và là dạng bị động.
đúng không bạn? Vậy bạn thấy có by không? By cộng giới từ. Ở giờ bạn by cộng danh từ. By cộng danh từ thì mình không còn biết nó là cái gì, nhưng mình biết nó là không phải là, không phải gì mấy em, không phải gì, không phải gì đâu. Không, mà nó sơn nghe coi. By cộng danh từ tức là một giới từ cộng danh từ, giới từ mà cộng với danh từ thì mình chẳng còn biết là cái gì cả ha. Nó gọi là cái ngữ trạng từ đó mấy em đó. Trong nhiều trường hợp nó gọi là ngữ trạng từ, nhưng mà cái trường hợp này nó không gọi là ngữ trạng từ nha. Cái này không, nó không gọi là ngữ trạng từ. Túm lại là mình, túm cái quần là mình không biết là cái gì cả, nhưng mà biết nó không phải cái gì mấy em. Nó không phải cái gì, nó không phải cái gì. Huyền Trang chủ động em, Huyền Trang làm anh hết hồn. Không phải tân ngữ ha, không phải tân ngữ đúng không? Mà cái mẹo là gì? Cái mẹo là sau bị động, sau bị động thì không có tân ngữ đúng không ạ? Ngoại trừ những động từ, ngoại trừ những động từ có hai tân ngữ và nội động từ. Nội động từ không còn bị động nha, đúng không? Còn lại thì sau bị động mà không có tân ngữ, hiểu không? Đó. Vậy trong này là nó không có tân ngữ thì nó là câu gì? Câu bị động đúng không? Sau bị động thì không có tân ngữ, vậy không có tân ngữ là câu bị động, còn có tân ngữ là câu chủ động. Trong này không có tân ngữ là bị động. Vậy có bin là bị động nè, c thôi, đơn giản không? Quá dễ, còn phải dịch đâu? Chẳng cần quá dịch ha. Còn giáo viên sẽ dạy mấy em là gì? Những người leo núi đã bị kẹt trong tuyết lở, thằng này là tuyết lở nhé em, bị kẹt trong tuyết lở. Những cái người leo núi, những cái người mà bị kẹt trong tuyết lở thì rất là may mắn khi họ được tìm thấy bởi cái đội cứu hộ chỉ trong vòng 1 giờ. Đấy, đúng không? Mà những bạn là không tốt từ vựng thì sao? Thì không dịch được. Không dịch được thì sao? Thì không biết làm. Không biết làm thì sao? Thì mất điểm ha. Đừng các bạn, ngữ pháp cực kỳ dễ và không bao giờ được mất điểm ngữ pháp. Nếu như đặt mục tiêu mà 8 điểm, 9 điểm mà sai ngữ pháp là thôi, thôi khỏi đi, khỏi 8, 9 điểm đi, quay lại 7 điểm thôi hả? Rồi, mà các bạn biết là tiếng Anh 8 điểm dễ lắm bạn, 9 điểm thì rất khó nha. Trời, 9 điểm là học, học ngày học đêm, học vất vả luôn ấy. Nhưng mà 9, 8 điểm, 8 điểm, 8.8 thì rất là đơn giản. Nhưng mà chính là khó nha, chính là khó. Rồi, câu nãy bạn nhìn ấy à, chẳng có biết mẹ là cái cấu trúc gì đúng không? Cái này thật ra nó cũng chẳng có cái cấu trúc gì các bạn. Cái này là dùng, anh chỉ bạn từ cái này các bạn. Nếu là học là anh là gì các bạn? Học anh là làm sao? Result. Result là gì? Nhánh từ, đúng không? Nhánh từ. Nhánh từ phán mẹ to verb đi đúng không? Không biết được phán to verb đi. Ai biết lỡ đúng là sao? Đúng không? Phán to verb trước. To verb. Vậy là having à, having là verb in rồi, sai. Đúng không? To be, à to be cũng to verb. Thằng này là phân từ hai sai rồi. Đúng không? Rồi, seem, sau seem cộng giùm em. Sau seem cộng to verb. To verb tiếp. Sau sim cộng to verb mà thằng này là verb in sai luôn. Là đúng mà câu b chuẩn không? Quá chuẩn ha. Còn mà nếu như cái câu này mà gọi là giải thích một cách đúng đắn và chuẩn chỉnh thì anh giải thích thế này, đúng đắn chuẩn chỉnh nha, và các giáo viên sẽ giải thích em thế này, tức là với vai trò là những cái học sinh đó, những cái đứa mà tham gia vào trong cái bài tuyển sinh đại học thì chúng đang chờ đợi cái kết quả để được công bố, chờ đợi kết quả được công bố. Và chỗ này là dùng to verb để chỉ mục đích cho nên phải dùng to verb, và vì chỗ này là nghĩa bị động cho nên phải dùng là to be phân từ hai. Giáo viên giải thích như vậy ha, nhưng mà không biết dịch là bó tay á bạn, không biết dịch là bó tay thì cứ nhớ là result danh từ, cho danh từ dùng to verb đơn giản vậy thôi. Rồi, might không phải đơn giản quá, might cộng giùm em phúc in moving quá đơn giản. Rồi, câu số 7 nữa bạn, while. Cái này cộng giùm em. Cái này ở cái câu này nó ở trong chuyên đề này, bây giờ bạn chưa bị nhầm lẫn ha. Nhưng mà cái câu này mà sau khi bạn học xong cái phần rút gọn á, mệnh đề chặn ngữ á, thì các bạn biết là cái này là một cái dạng rút gọn mệnh đề chặn ngữ. Rút gọn mệnh đề chặn ngữ nhé. Nó là một dạng rút gọn mệnh đề chặn ngữ. Đó. Thì sau này học có rút gọn mình là trạng ngữ thì bạn sẽ biết là nó sẽ dùng cái gì ở sau này ha. Còn bây giờ thì bạn có nhớ anh là sau những cái liên từ dùng verb in, sau liên từ dùng verb in ha. Còn chỗ này thì nó dùng phân từ hai cũng được mấy em, nó dùng phân từ hai cũng được khi mang nghĩa bị động ha. Đấy, nhưng mà chỗ này nó làm gì có phân từ hai đúng không, nó chỉ có verb in thôi. Nó đúng mình là con này, nhưng mà đừng bị nhầm lẫn nhé mấy em, đừng bị nhầm lẫn nhé.
Các bạn nhớ là chỗ này là ở cái chuyên đề này ấy, thì nó đang chỉ cho các bạn là sau liên từ dùng phát in. Nhưng các bạn phải nhớ là chỗ này ấy, nó là một dạng rút gọn của mệnh đề ha. Cho nên sau này ấy, nếu mà bị động ấy, thì phải dùng là phân từ hai chứ không dùng bin phân từ hai nha. Nếu cùng cái câu này với cùng từ while mà bị động ấy, thì phải dùng là restore GD chứ không dùng being restore, bởi vì being restore là bị động của danh động từ rồi. Nhưng chỗ này không phải là danh động từ nha, chỗ này là dạng rút gọn. Để coi phải rút gọn không, trong khi đúng rồi rút gọn, bạn rút gọn đồng chủ ngữ nè, chủ ngữ dây giống nhau ha. Rồi sau này bạn học cái dạng rút gọn, chỉ bạn thế nào là rút gọn. Sau lại là to be getting về anh câu 15 nè em. Người ta dùng be bên là chỉ dạng tiếp diễn thôi. Các bạn nhìn câu mà dịch thế này: những cái học sinh đó mà tham gia vào bài thi đại học thì đang chờ đợi cái kết quả được công bố, thì họ dường như là đang ngày càng trở nên lo lắng, họ dường như đang trở nên lo lắng, cho nên dùng to be getting thôi, đang ngày càng trở nên lo lắng, đúng không? More and more nervous. More and more này mình thay vào một cái từ rất là hay, bạn nào biết? More and more này mình thay một cái từ cực kỳ hay trong writing task 2 của IELTS. Đó. Trong writing task 2 của IELTS. Oh yeah. More and more. Ví dụ anh nói là cái bộ phim này ngày càng trở nên phổ biến là become more and more, đúng không? Become more and more popular. Rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ ý anh có dùng have open cho chủ ngữ chỉ vật không? Là sao em? Không hiểu em. Hoa mặt trời hỏi coi không hiểu. Cái phần rút gọn mệnh đề chặn ngữ mai mốt đó, cái phần mệnh đề đó anh chỉ cho bạn đừng có quan tâm ha, quan tâm là rối não đấy. Mình đến chuyên đề nào là mình chắc chuyên đề đó, tức là mấy bạn học xong chuyên đề này thì bạn sẽ biết tất cả kiến thức của chuyên đề này, nhưng mà dính ra chuyên đề khác bạn không 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 cần hiểu, không cần biết luôn, bởi vì bạn biết là bạn bị nặng đầu, bị gọi là bị cảm thấy khó chịu á, là mình rất là mất động lực học, không còn biết ha. Nào hết chuyên đề là giỏi mà cái câu của em hỏi anh cũng không hiểu luôn, em làm sao không hiểu được luôn. Bạn nào biết chỗ này more and more thay bằng từ gì không? Trong IELTS writing á, đồng chủ ngữ ở chủ động nên dùng verb in, đúng rồi Đăng Khoa, đơn giản đồng chủ ngữ chủ động dùng phát in thôi, còn bị động dùng phân từ hai. Nhưng mà after bạn thôi này không nói nữa, nhưng mà nói cho bạn nào mà giỏi là biết ha. Nhưng mà after thì bị động nó phải dùng been phân từ hai chứ không phải là phân từ hai nha. After là phải been phân từ hai chứ không phải là phân từ hai nha. Đó. Còn vì sao thì vì sao là biết không? Vì after đóng vai trò là giới từ. Không mà cái này nó phức tạp lắm bạn. Nói chung đến đến cái chuyên đề đó mình học nó còn sáng em kiểm tra nên nó mới rối ý. Ủa hè mà kiểm tra gì bạn nào biết không? More and more. Ủa không biết hả? Mấy đứa ủa trong mày có mấy đứa học IELTS lận mà dùng cái từ increasingly mấy em ơi. Increasingly become increasingly popular. Hả? Dùng từ nó hay lắm đó bạn, increasingly hay lắm á. Rồi, where the là WA question, sau WA question cộng to verb. Đúng không? To verb thì mình loại cho câu này nè, taking sign nè. Taking sign nè. To taking, to be taking ta, đây require là động từ. Him là tân ngữ, động từ tân ngữ thì phán ngay to verb đúng cho 90% các trường hợp. Thì đáp án đúng bằng câu B, câu A chứ. Quá đơn giản. Trường em còn học chính thức rồi ý. Ủa, mấy đứa học dữ vậy hả? Anh tưởng tháng 9 tháng 10 vậy mới nhập học chứ. Rồi, ask. Ask là gì mấy em? Là động từ. Them là gì mấy em? Là tân ngữ với động từ cộng tân ngữ phía sau cộng to verb đúng cho 90% các trường hợp, ngoại trừ năm cái đặc biệt đó ra nhớ là được, đúng không ạ? Rồi, tiếp nè. Này bạn thấy từ enough không? Đó, giáo viên sẽ bảo là sao enough dùng mà dùng 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 to verb mà không còn quan tâm, bỏ đi. Detail là gì mấy em? Detail là danh từ, detail là danh từ đúng không? Vì sau danh từ và cộng to verb. Tỷ lệ cao là đúng. Hả? Detail sau danh từ cộng to verb. Vậy nếu hai cái to verb thì anh loại được hai câu này. Anh giờ anh còn câu A với câu B ha. Câu A là chủ động, câu B là bị động.
À câu A sai luôn, redo, redone nó mới ghê chứ mấy em, redone nó mới ghê chứ, trời ơi sai luôn ha. Này đúng. Ở đây bạn nhớ anh cụm từ là take into consideration, cân nhắc nha các bạn. Một cái collocation là take something into consideration. Take something into consideration là cân nhắc. Rồi, câu dịch là gì nhỉ? Rõ ràng rằng cái kế hoạch này đã không được gọi đã không được lên một cách kỹ đủ kỹ lưỡng cho những cái chi tiết được cân nhắc xem xét, vì thế ông boss yêu cầu chúng tôi phải phải làm lại hả. Rồi sau sim cộng diễm em, sau sim cộng to verb quá đơn giản, sim cộng to verb nha. Mưa rồi, to verb thì anh thấy được là câu câu hai câu này sai, to have lost hay là to be losing, có tiếp diễn không, dịch thử nha. Grandpa của tôi dường như là đã làm mất cái mắt kính của anh ấy rồi đúng không ạ, và anh ấy không nghĩ rằng là anh ấy có thể tìm thấy nó nữa, vì trong này đã làm mất rồi, nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động, chọn câu này quá đơn giản. Dễ ồm rồi nữa bạn nhìn nè, đây cái này là cấu trúc đó hả bạn, is trời mấy cấu trúc anh không có dạy mấy em luôn, tại vì anh thấy rất là xàm xí mấy em, anh nói học học tiếng Anh mà học cấu trúc xàm xí ghê luôn chứ. Trời ơi học cái này chắc xỉu, làm sao mà nhớ nổi được, anh là không nhớ bạn thề luôn á mấy em, anh không hề nhớ những cái cấu trúc như vậy, nhưng mà tại sao anh có thể viết được cho mấy em, bởi vì anh nhớ một cái câu, từ cái câu đó anh suy ra cái cấu trúc đó, chứ anh không thể nào nhớ được cái cấu trúc đó bạn. Nhưng mà anh chỉ với bạn nè, học cái này làm gì đau đầu quá, bỏ đi đó phải không, trong tài liệu anh không hề có ghi cái này nha, nhưng mà ở trong các sách hoặc các tài liệu khác thì sẽ có ghi cái này, nhưng mà anh không hề ghi nha. Anh chỉ ghi cái gì, anh chỉ ghi đơn giản là sau danh từ hoặc tính từ dùng to verb, driver là danh từ nữa bạn, thì có phán to verb thôi, cần gì phải nghĩ đúng không. Nếu là cái câu hỏi trong cái dạng này chắc chắn là to verb rồi, to verb taking a sign ha. Nhưng mà đừng cứ đi phốt nha, trời mấy đứa này bảo anh Sơn vậy bậy vậy bạ, đi phốt tao giết chết á, cắt cổ á, trời má ơi cắt cổ, giặt cổ từng đứa nha. Rồi cái này đúng nha, to take when là này là dặn em đi học cũng không nhớ cấu trúc được, làm đề riết thành phản xạ. Ồ đúng rồi, trời ơi anh nói thiệt đó, là các bạn biết ở hồi đó, cái hồi đó mà anh còn ngu tiếng Anh đó mấy em, hồi đó anh dốt mà, từ 1 đến 10 anh còn không biết đếm mà mấy em, nó ngu như vậy á, trời ơi nói thiệt mà có chút mà nó anh muốn mệt mỏi luôn á. Mà cũng may là cái cách tiếp cận của anh từ năm lớp 10 rất là chuẩn xác, các bạn biết là anh bỏ nguyên một cái học kỳ 1 năm năm lớp 10 luôn, anh chẳng có học chứ anh trên trường, mà anh học có gì phải không, anh học listening, anh học speak, anh học phát âm, anh học listening, anh học từ vựng cơ bản đó. Và sau khi anh vững cái phần listening rồi, tức là anh nghe anh hiểu tốt rồi đó, thì anh mới từ vựng anh cũng ổn rồi, cho anh mới bắt đầu anh qua anh học lại ngữ pháp. Và anh chỉ học ngữ pháp trong vòng 3 tháng là dân hết tất cả chuyên đề ngữ pháp và bờ rồ luôn mấy em, bờ rồ luôn. Đến bây giờ anh không học lại ngữ pháp nữa, bây giờ anh chỉ đọc qua thôi, đọc qua để cho mình có thêm cái kiến thức và thêm cái sự nhìn nhận sâu sắc hơn và cái hiện tượng ngữ pháp đó đó, và biết thêm được những cái trường hợp khác hoặc những cái trường hợp gây tranh cãi. Bạn mấy bạn biết câu hỏi đuôi không, câu hỏi đuôi á nó rất là tranh cãi, cực kỳ tranh cãi luôn đó, và để mình biết thêm những cái đó thôi, tức là mình nâng cao bản thân mình, nâng cao kiến thức của bản thân mình thôi, chứ thật ra thì ngữ pháp nó rất là dễ hơn nếu mình học đúng cách. Rồi xong tiếp nha, I think tôi nghĩ, à tôi nghĩ là đi bộ bên ngoài trời đúng không, mà đi bộ ngoài trời là đứng đầu câu làm chủ ngữ rồi, vậy các bạn dùng to verb đứng đầu câu làm chủ ngữ cái này là để, còn mình dùng verb in đứng đầu câu làm chủ ngữ thì mình không dịch là để hả bạn, mình dịch là bình thường thôi. Với bạn là để đi bộ hay là đi bộ ha? Tôi nghĩ đi bộ ngoài trời thì rất là vui hơn là việc là tập thể dục ở trong phòng gym đúng không, vậy là đi bộ phải tập thể dục là câu này đúng, dễ không, quá đơn giản. Rồi again là gì mấy em, against là giới từ mà sau giới từ cộng vốn in, nếu vốn in thì câu này đúng nè, này đúng nè, này sai đúng không. Rồi bạn hãy cho mày là cái gì, hazardous food thực phẩm độc hại đúng không, là cái gì, tân ngữ, là tân ngữ đúng không, mà sau bị động thì không có tân ngữ, chỗ mày có tân ngữ tức là không phải bị động, thằng này là bị động, sai sai tiếp nha. Rồi bây giờ anh thấy là câu C nè với câu D nè,
đúng không? Thì sau product là gì mấy em chẳng có biết là cái mẹ gì cả, nhưng biết là danh từ đúng không? Sau danh từ dùng to verb đúng không? Sau danh từ dùng to verb đúng cao lắm bạn, đúng cao lắm. Bây giờ dùng to verb rồi thì anh thấy là to produce to verb nè, to be cũng là to verb nè. Bây giờ chọn gì? To be phân từ hai là bị động, to produce là chủ động. À giờ mình chọn nhìn tiếp. À này không phải sau danh từ các bạn, nhìn nè, allow là động từ, set product là tân ngữ, động từ cộng tân ngữ cộng to verb. Rồi các bạn thấy in không? In rồi với bạn, in là giới từ. The first place là một danh từ, vậy là giới từ cộng danh từ không có biết là cái gì mà nó không phải là gì mấy em. Mình không còn gọi tên được nó mà biết nó không phải là tân ngữ. Vậy câu này thiếu thiếu tân ngữ, vì thiếu tân ngữ là câu bị động ha. Thằng này là chủ động mà, phải là câu C bị động. Dễ không? Quá dễ ha. Rồi content là gì? Chẳng có biết cấu trúc gì cả, biết content là tính từ, sự hài lòng, cái việc hài lòng viên mãn. Vậy sao tính từ cộng to verb đúng không? Being là sai rồi, một em sai. Having been sai luôn đúng không ạ? Bây giờ có to have là to verb nè, và to have và to verb nè, nhưng thằng này nó có been và thằng này nó bị động rồi. Và bây giờ bạn hãy nhớ từ award là một trường hợp đặc biệt, nó là động từ có hai tân ngữ ha. Ví dụ bạn có từ give somebody something, cho ai cái gì đó đúng không ạ? Hoặc là award, trao tặng cho ai cái gì, somebody something, và nó là động từ có hai tân ngữ. Vậy nó có hai tân ngữ thì khi mình lấy một cái tân ngữ để làm câu chủ động á, sao các bạn, mình lấy một cái tân ngữ để chuyển thành câu bị động á, thì nó còn là cái tân ngữ khác. Thì trong trường hợp bắt buộc phải dịch thôi ha, bắt buộc phải dịch thôi, chứ không dịch thì cũng chẳng biết làm nữa các bạn. Thôi bạn nhìn câu này, cô ấy rất là vui khi cô ấy được trao cái giải thưởng đầu tiên trong cái cuộc thi về nghệ thuật vào tuần trước đúng không ạ? Và trong này được trao bạn, được trao, mà câu này đúng, bị động, hiểu không ạ? Và trong này dùng to have phân từ hai để làm gì? Để nhấn mạnh tính hoàn thành có hành động thôi. Tức là bây giờ cô ấy vui nè, bây giờ chỉ hiện tại cô ấy vui đúng không ạ? Cô ấy vui vì sao? Cô ấy vui vì cô ấy được nhận, vì cái hành động được nhận này đã xảy ra vào tuần trước rồi. Và trong này người ta muốn nhấn mạnh tính hoàn thành có hành động, người ta dùng là have, to have phân từ hai vậy thôi hả? Rồi avoid, sau avoid thì cộng verb in. Are advised là bị động mấy bạn. Sau bị động mình cộng to verb nha, nhưng mà cái này đến chương bị động thì bạn sẽ thấy nó có những cái trường hợp khác. Nhưng mà hiện tại thì cứ sau bị động mà dùng to verb nha các bạn. Thì có nào đúng ta? To verb having, thằng này sai. Carry này sai. Đây đúng. Rồi. Câu 26. Leader danh từ, sau danh từ cộng to verb dùng chỉ mục đích ha, nhớ là chỉ mục đích, thêm anh từ là chỉ mục đích nữa nha. Danh từ hoặc tính từ cộng to verb chỉ mục đích đúng cho 95% các trường hợp. Rồi nó dùng to verb là finding sai nè, being found sai luôn nè, having found sai luôn. Có a đúng, quá đơn giản hả? Dễ không? Dễ. Có dịch câu nào không? Chẳng dịch. Without là gì mấy em? Without là giới từ, sao giới từ cộng verb in đúng không ạ? Phúc Binh thì having to ha, having to là phải nha bạn, có to là phải dùng having to nha. Câu 28, without giới từ nè, in giới từ nè, by giới từ nè, rút gọn mệnh đề nè, vậy là cái vế đầu tiên nó rất hợp lý, bắt buộc phải dịch đúng không ạ? Như bạn nhìn cái vế sau nè, to gather, for gathering, from gathering, without gathering, tức là nó khác nhau ở vế sau đúng không? Và mình xét vế sau dễ hơn, các bạn có cấu trúc là prevent somebody from something or from doing something, ngăn ai làm điều gì đó, prevent somebody from something hoặc là from doing something, ngăn cản ai làm điều gì. Chỗ trong này có câu này có from hay nè, B đúng. Dễ không? Quá dễ ha. Rồi đâu quá, cái câu số 29 này là cái câu ra trong đề thi thử năm 2019 rồi mấy em, 19 hay là 20 ta, 19 ra trong đề thi thử của một trường nó 2019 nè, cũng đơn giản đúng không? Đấy ha, bạn nào mà được giáo viên dạy thì cấu trúc enough đó bạn, enough for somebody to do something nè, enough for somebody to do something ha. Mà anh nói rồi học đau đầu quá. Danh từ đúng không? Thằng A từ từ các bạn, mấy bạn có từ pavement bằng với từ sidewalk, có nghĩa là vỉa hè
Vỉa ngải hỏi ta, vỉa hè. Đó. Với bạn có từ pedestrian có nghĩa là người đi bộ. Người đi bộ nha. Với bạn nhìn. Danh từ đúng không? Sao danh từ cộng to verb với to verb bằng to walk? Câu này đúng. Ha, hai câu này sai. À, câu này lại được không nào? To have phân từ hai nhấn mạnh tới hoàn thành của hành động. To be walking đang đi. Vỉa hỏi hả? Nhưng bây giờ bạn nhìn con mày đang đi hay là nhấn mạnh hoàn thành đó, bạn nhìn những con đường ở thành phố Hồ Chí Minh không cung cấp đủ cái vỉa hè cho những người đi bộ để họ có thể đi một cách an toàn, đúng không ạ? Và chỗ mày là đi một cách an toàn hay dùng to walk thôi, đơn giản thôi. Hả? Vậy thôi, dịch nghĩa thấy to walk đúng ở không ạ? Dễ mà. 30. Ba mươi là gì? Ba mươi bạn nhớ cái dạng đặc biệt. Cái này hồi đó, cái này giờ, cái này hồi đó thi thi đại học với bạn, cái thời mà còn thi đại học á, tức là thi năm 2014 15 á, thì nó có cái dạng viết lại câu của cái thằng này. Này đặc biệt. Này anh chưa nói đâu các bạn. Như thế này là bạn phải nhớ nha, cái này là bạn phải nhớ thôi. Là have no option. Không có một cái sự lựa chọn nào. Không có một cái phương pháp khác nào, alternative, hoặc là không có một cái choice đó, tức là những cái từ đồng nghĩa đó, nó cái nghĩa nó na ná như vậy mà đi với từ bớt. Thằng bớt này trong một trường hợp này không phải là nhưng nhé bạn, thằng bớt này nó vai trò là giới từ, giới từ nhưng mà không cộng phép in nha, này đặc biệt mà không cộng phép in đặc biệt đó. Thì have no option, alternative hoặc là choice hoặc là những cái từ mà nó có nghĩa là sự lựa chọn á, tức là không có sự lựa chọn khác ngoại trừ, hiểu không? Không có sự lựa chọn khác ngoại trừ thì sau này cộng to verb. Không có sự lựa chọn khác ngoại trừ thì cộng to verb ha. To ask này sai. Hai này sai luôn. C đúng. Đúng không ạ? Và hai trong có từ ask là động từ đúng không? Động từ mà cộng tân ngữ phía sau cộng to verb, cho nên chỗ này mới dùng là to kill nè, hiểu không ạ? Ghi chú ở cho anh đi các bạn ơi. Đau mồm á. 30A hả Hồ Thiện? Bớt bớt giới từ của ông cậu bút bên đúng không? Không phải nha em này, cái chỗ đặc biệt nha. Dạ anh ơi, nhà em bị cúp điện giờ mới không làm chắc kịp, em vô làm lại đi em. Sao mà Hồ Thiện chọn 30 ấy? Rồi, câu này thô quá đơn giản. Động từ cộng tân ngữ thì phán to verb, chẳng còn phải nghĩ. To verb to fly đó. Còn đứa nào mà muốn học chuẩn chỉnh đó là cấu trúc theo somebody to do something đó, mấy cấu trúc mày học đau đầu á mấy em ơi. Rồi 32 nhỉ, đau mồm á. 32 này đã từng ra trong thi Olympic các bạn, Olympic 30 tháng 4 năm 2018 nè. Trời, cái câu dễ òm như vậy các bạn thấy không, mấy cái câu này là mức độ tầm đi thi Olympic rồi đấy, dễ òm nhìn cái biết luôn coi chẳng gì mấy em, quá dễ. Đặc biệt này, đặc biệt này, result này chẳng thử với em chẳng sai không, này đặc biệt 30 32 nhờ, lộn 32 và 31. Này chắc là sai. Này là cái mẹo quanh sơn sai rồi. Underground trains là gì? Là động, là danh từ đúng không? Sau danh từ cộng to verb đúng không? Nhưng cái này không đúng các bạn. Này nó không đúng bởi cái này.
này nó không đúng nha. Bà hay đi đi ừ đúng rồi các bạn, chỗ này bạn nhớ cấu trúc với từ result, resulting. Thằng này anh nghĩ là những bạn nào mà học từ vựng là chắc chắn là biết, tức là bạn học từ vựng là biết result in something đúng không, result in sao nó cộng với in mà, sao giới từ với in mà, result in gây ra cái gì đó cộng với in, nó sẽ làm cái từ cause gây ra đúng không, bằng cái gì đó mấy em, cái gì có nghĩa là gây ra nữa. Anh nói với em chọn D chứ BD em chọn anh nói vậy em chọn D chứ BD em chọn bình thường. BD BD là gì ta, chứ bình thường em chọn C. Cái này các bạn nhớ là thật ra cái này thì anh nghĩ các bạn biết, bởi vì cái này nó ảnh hưởng bởi cấu trúc từ result, sau giới từ nè, sau giới từ in thì cộng với in, result in something. Nhưng mà cho anh có những cái từ gì bằng bằng với từ result các bạn biết không, này học từ vựng phải biết chưa, lead to đúng rồi, nó giống một từ lead to, nhưng mà nhớ anh là lead to về cộng với danh từ nhé em, không có cộng với động từ nhé, lead to về cộng với danh từ bằng với bring about đúng rồi, bring about something bằng với bring on something, rồi bằng gì nữa mấy em, bằng gì nữa, trời ớt nó kêu bự quá, bằng gì nữa mới nhờ, ban đầu á anh à, BD là ban đầu bằng gì nữa, còn một từ nữa bạn biết không nhỉ, give rise to, cụm này nhớ anh, cụm này ha, rồi có result in các bạn nhớ là result in cộng với in ha, cho nên vì thế result in somebody hoặc something tức là tân ngữ thì sao nó cũng cộng với in luôn ha, trên chỗ mình cần cộng một cái in đúng không, nếu cộng với in thì bạn thấy hai câu này sai hết, sai luôn sai hết cái gì nữa, câu D đúng rồi ha. Câu dịch là gì nhỉ, cái sự mất điện thì gây ra nhiều những cái chuyến tàu nó bị delay lên tới 1 tiếng đồng hồ. À, rồi có result in sẽ có result from, mấy bạn biết result from nghĩa là gì không, result in là chủ động á, gây ra gì đó, còn result from là bị động á, result from là bị động biết là gì không, anh ơi em học quá trời cụm xong anh hỏi không nhớ ra cụm nào hết trơn, nhận diện mặt chữ thì được, result from là bắt nguồn từ ha, result from là bắt nguồn từ cái gì đó, còn result in là nó gây ra ha, thì nó giống giống nên là ná từ đúng không, originated originate originate from từ gì nữa ta. À, để anh nhớ nhớ bạn, là kết quả của đúng không, là kết quả của cái gì đó, là kết quả của cái gì đó đúng không ạ, thì nó gần gần giống cái từ bắt nguồn từ come from các kiểu, nó gần gần giống rồi nha mấy em, đó mấy em nhớ check lại cái cách dùng nha, nhưng mà nó gần gần giống trong một vài trường hợp có thể thay thay thế được, để anh nhớ tiếp nhé, còn còn mấy từ nữa bạn, để từ từ để nhớ coi, stem from, come from, originated from, bắt nguồn từ đâu đó đó, bắt nguồn từ đâu đó, còn gì nữa ta, còn gì mấy em, mấy đứa đã học IELTS cái này có nè, chứ IELTS có nè, derive
derive from ha, có nghĩa là bắt nguồn từ đâu đó, có nguồn gốc từ, được không? Có nguồn gốc từ. Rồi còn từ gì nữa bạn, có bạn nào biết từ khác không? Thử thử comment cho anh coi anh có nhớ ra được không, chứ giờ nhắc là anh chỉ nhớ được nhiêu đó thôi. Trời ơi, ít ọp nó kêu to quá. Hả? Mấy bạn nhớ nha, cái từ result from có nghĩa là một cái tình huống mà nó result from, tức là gì? Tức là nó bị gây ra ha, một cái vấn đề mà nó bắt nguồn từ, nó result from một cái hoạt động nào đó, tức là cái hoạt động nó gây ra cái vấn đề đó thì mới là dịch là bắt nguồn, bắt nguồn từ đâu đó, thì giống như cái từ này 1 2 3 4 5. Sao anh cứ cảm thấy là hình như anh cảm thấy anh còn biết thêm một từ nào đó nữa mấy em, mà tự nhiên anh không nhớ ra. Ok được rồi, như vậy thôi nha, nhớ chỗ này, cái chỗ này anh cũng còn cảm nhận hình như anh biết thêm nữa nhờ. Result cause gây ra thì còn gì nó gây ra nữa nhỉ. Thôi được rồi nhỉ, 33 34 33 33. Bạn thấy từ C không, sau động từ thuộc chi giác để cộng với bạn cộng với in, nếu là nhìn thấy hành động đang xảy ra, tức là một phần của hành động, cộng to, cộng với win mẫu, tức là nhìn thấy toàn bộ của hành động. Vậy chỗ này bạn nhìn thấy là tiếp tục here là động từ. Trời sao này ít ọp kêu to quá ta. Here là một động từ chi giác luôn. Xong từ chi giác cũng tương tự, đúng không ạ? Cũng cộng với in nó bị hành động đang xảy ra, một phần của hành động. Cộng to verb nữa, cộng với win mẫu là một toàn bộ hành động. Vậy chỗ này là bạn nhìn nè. Câu này nó sai. Đúng không? Này sai luôn. Này to verb là sai này, đúng không? Thấy to verb là sai rồi. Cộng với win mẫu hoặc với in chứ không có to verb được. Thằng này thuốc sai luôn nữa, nó loại hết chứ có câu A đúng không, quá dễ rồi. About là gì mấy em? About là giới từ, sau giới từ cộng với in, hai câu này sai. To take là sai và to be là sai, đúng không? Taking và having cái nào đúng? Thì câu hỏi today, ngày nay hả? Câu này là về thì, cái đoạn sau là didn't nè, was and having là về thì rồi. Dịch một xíu bạn nhìn. Nếu như những cái sự suy thoái về kinh tế không xảy ra ngay khi mà cái doanh nghiệp của anh trai tôi mới bắt đầu khởi sắc, take off và khởi sắc nha mấy em, thì ổng sẽ không đang gặp cái vấn đề về tài chính ngay bây giờ đâu. Vậy là không đang gặp vấn đề về tài chính ngay bây giờ thì câu 34 chọn là câu A. 34C em ơi, what's about? Từ từ mấy em ơi, lộn. To be about to verb mà. Không. Lộn mấy em. To be about to verb mà. Bậy bạ không à. Câu chúc trong bài thì của mình nè. Nhưng mà để các bạn dịch lại nhé. Nếu những vụ đụng độ và kinh tế không xảy ra ngay khi cái doanh nghiệp này was about sắp bắt đầu khởi sắc. Ừ đúng rồi. Câu chúc to be about cộng to verb. Xíu là sai không? Thấy không? Không không đọc comment của Hồ Thiện là xíu sai, tự nhiên thấy Hồ Thiện chặt câu C vô lý kỳ vậy ta. Đọc lại mới thấy nó sai các bạn. Rồi, vậy đó đúng là câu C. To text quá đơn giản. Ha, câu C. Rồi, dịch là nếu những cái suy thoái về kinh tế mà không xảy ra ngay khi doanh nghiệp này sắp sửa take off khởi sắc thì anh ấy sẽ không đang gặp cái vấn đề tài chính ngay bây giờ, đúng không ạ? Vậy thôi, tức là gì? Tức là bây giờ đang gặp cái vấn đề về tài chính, đúng không? Về giả định đó em đấy. Rồi 35 đau mồm quá. 35 bạn chạy à, ability danh từ các bạn, sao danh từ cộng to verb. To verb là chỗ mình là making sai, make sai luôn nè. To have có vẻ đúng, make có vẻ đúng, nhưng mà bạn có từ make, chỗ mày là điền từ make đúng không? To verb và to make. Rồi, to make. Make cộng tân ngữ phía sau cộng với bạn, cộng verb nguyên mẫu. Verb nguyên mẫu. Vậy cho mày chỉ câu D đúng thôi. Quá đơn giản. Rồi. Danh từ. Sau danh từ thì cộng to verb.
Nếu cộng to verb với câu này sai, having become sai, hiểu chưa? Becoming sai luôn. To become nè, to have become nè. Cái khát vọng của cô ấy để trở thành một cái nhà báo thì đã được củng cố, được làm mạnh hơn khi mà những cái bài báo, khi mà một cái tờ báo địa phương xuất bản cái bài thơ mà cô ấy viết về Mexico thì đã đạt được cái statehood. Về cho mày là câu này đúng. Cho mày là rút gọn mình đề quan hệ 37. Foolish là tính từ, sau tính từ dùng to verb đúng không ạ? Sau tính từ dùng to verb, dùng to verb mà disregarding sign nè, having sign nè, chỉ câu B đúng. Đúng mà, như câu B bạn sửa cho anh nha. Câu gì kỳ vậy? Câu đáp án gì kỳ vậy? Bạn sửa anh nè, bỏ anh từ in đi nha. Cho anh từ to vào đây. Được không ạ? To comment. To comment, to disregard. Câu dịch là gì? Anh ấy là một cái người thông thái nhất, có nhiều kiến thức nhất để có thể thảo luận, cái người mà thảo luận về cái vấn đề này. Vì thế thật là ngu ngốc khi mà phớt lờ đi đó, khi mà coi nhẹ, coi khinh cái quan điểm của anh ấy, hiểu không? Rồi bạn nhìn tại sao chỗ này anh chọn là to chứ không anh chọn là phúc in. Nếu bạn nhìn chỗ này là rút gọn các bạn, người ta dùng phúc in chỗ này ý người ta đang rút gọn mệnh đề quan hệ đó. Các bạn biết chỗ này rút gọn mệnh đề quan hệ đó. Nhưng mà hết the most knowledgeable là so sánh nhất em, mà rút gọn mệnh đề quan hệ của dạng so sánh nhất hoặc số thứ tự thì người ta dùng to verb chứ không dùng phúc in, đúng không? Mấy đứa mà học mệnh đề quan hệ rồi đúng không, trong lớp sách, trong sách giáo khoa lớp 11 á, rút gọn mệnh đề quan hệ của dạng so sánh nhất, so sánh nhất hoặc là số thứ tự thì dùng to verb chứ không dùng phúc in ha, chứ không dùng to comment mới đúng nhé. Rồi here nè mấy em, nghe cái âm thanh của một vài con chó nó đang sủa, đang sủa ở vô bên rồi ha. Này đúng, hai câu này loại ha. Sau động từ chi giác thì cộng verb in hoặc verb nguyên mẫu thôi. Delighted là tính từ nè, sau tính từ dùng to verb. To verb thì câu này sai, câu này sai. To be having, to have có vẻ đúng nhỉ. Rồi tôi rất vui vì tôi đã có cái cơ hội để gặp bạn, để gặp bạn trong này là để gặp bạn, to verb chỉ mục đích luôn ha. To meet ấy đúng, quá dễ. Rồi it's important, it's important là tính từ, important là tính từ, sao tính từ dùng to verb. Plan sai, nguyên mẫu sai đúng không ạ? Having sai, to be planning a plan nhỉ. Expensive, expensive là tính từ, sao tính từ dùng to verb luôn. Vậy câu này là phải to plan, câu C đúng hả? Quá dễ ha. 10, nếu bạn nhớ cấu trúc không, to be waste a waste of time là cái cấu trúc này. Sao cấu trúc mà dùng gì, dùng verb in. Verb in thì câu này sai, câu C sai đúng không? Having talk hay là talking. Listen, to be listening. Sau seem thì cộng to verb đúng không? Seem to, seem cộng to verb, trên chỗ này phải là câu D đúng. Dễ không? Quá dễ. Rồi recommend các bạn, động từ cộng tân ngữ phía sau phán to verb, không cần phải nghĩ, đúng cho 90% các trường hợp, ngoại trừ 5 trường hợp là động từ let, động từ make, động từ help và động từ have, và những động từ thuộc mặt chi giác. To verb couldn't stop, không thể dừng cái việc cười. Stop, trong này là từ stop, phải từ couldn't stop. Từ stop em, stop cộng verb in, dừng hẳn việc gì. Stop cộng to verb, dừng để làm gì. Vậy là dừng hẳn cái việc cười đúng không ạ? Ở chỗ này là to và verb in, B đúng. Hiểu bài không? Có hỏi câu nào không ta? Để coi comment coi. Không hỏi nha, có một mình Hồ Thiện comment dạ. Mấy đứa này xem không comment mà càng càng lười học nha. Trời ơi, buổi đầu tiên đông lắm, càng mấy buổi sau càng ngày càng lùi học. Mà này là buổi chính thôi chứ, buổi chính thôi chứ đâu phải buổi phụ đâu. Ví dụ mấy cái buổi phụ anh livestream thêm cho em có kiến thức thì vắng thì anh không nói nha. Buổi chính nữa chứ, mà còn vắng học nữa chứ.
chắc là mốt phải chơi trò điểm danh quá, điểm danh trước giờ học, điểm danh kết thúc buổi học quá. Whether WA question come to verb, đúng không? WA question come to verb quá dễ. Living, tôi không thể quyết định là sống một mình hay là chia phòng với bạn. Choose, ôi nói cái từ chu cho to cái gì đau mồm. Come to verb, ây đúng, quá dễ. Dễ không? Dễ. Dễ. Anh có danh sách lớp mà anh in ra cái mỗi đến giờ ngồi đọc tên các đứa điểm danh. Lớp ít mà mấy em, lớp có 60 đứa bao nhiêu điểm danh được mà. Ví dụ lớp 300 đứa thì còn điểm danh không được, chứ 60 đứa là thoải mái ha. Rồi, spend, nhớ câu chút cái từ spend không? Spend đi với thời gian nhé bạn, spend time hoặc là spend money. Spend time hoặc là spend money. Đó, doing something, làm điều gì. Hiểu không? Bây giờ vấp in ha. Vấp in thì câu B đúng. Tôi thì dành mất, tôi mất hết cả một cái mùa đông để ho, ho sù sụ. Và tôi không nghĩ là tôi có thể và tôi không nghĩ là tôi có thể tốt hơn cho đến khi thời tiết nó ấm hơn. Rồi, appears quá đơn giản. Appears cộng to verb. Ô, câu này hôm bữa anh dạy rồi nè. Appears cộng to verb, câu này sai. Này sai. Đúng không? Này là been bị động, này là be bị động. Về sự khác nhau giữa to be phân từ 2 và to have been phân từ 2 là cái câu A này nó nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động. Với bạn nhìn, cô ấy dường như đã bị tổn thương rất sâu sắc bởi cái tôi nói với cô ấy ngày hôm qua. Vì thế cả ngày hôm nay cô ấy tránh mặt tôi, đúng không? Vì thế cô ấy tránh mặt tôi cả ngày hôm nay. Đó, bây giờ rõ ràng là cái việc mà cô ấy bị tổn thương sâu sắc, bị xúc phạm sâu sắc là hành động đã xảy ra rồi. Nhấn mạnh tính hoàn thành mình dùng câu A. Manage, đi với two verb. Having sai, getting sai. Phát còn đây không? Phát, alo phát. Post it, to post. Bạn nhìn, tôi thì rời office, tôi thì rời công ty trễ nè. Vì thế tôi chỉ vừa xoay sở để có thể đến được cái bưu điện kịp lúc để gửi thư. Và cho mà dùng thư verb chỉ mục đích thôi, để gửi thư, câu B đúng. Alo, tiếng Pháp, em có đây không? Tiếng Pháp. Ở lớp này là anh biết là không cần điểm danh. Hồ Thiện, Hemi La La La, Đoàn Bích Thu, Vũ Hoàng Dũng, Huỳnh Trang, Hoa Mặt Trời là những bạn mà rất là chăm học và rất là thường comment. Gần như là buổi nào cũng có, gần như là không vắng luôn. Ngay cả những buổi bạn Vũ Hà nữa, ngay cả những bạn mà ngay cả những cái buổi mà livestream thêm không có trong đúng lịch học của mình thì vẫn có mặt, rất giỏi. Tiếng Pháp còn anh ơi. Ok em. Don't hesitate, vỡ ho còn không em? Hesitate cộng giùm em to verb. Hay dịch thì là chần chừ nhé. Thằng này là chần chừ, lưỡng lự. Lưỡng lự, chần chừ. Đừng có chần chừ gọi cho tôi, đừng có lưỡng lự gọi cho tôi nếu như bất cứ một cái sự khó khăn nào xảy ra. While là trong khi nè, liên từ, sau liên từ cộng verb in ha. To verb và verb in, câu này đúng. Barbara spend, lặp lại rồi, spend time hoặc bên thì cộng vấp in. Playing with her dog. Ở đây bạn nhớ cái từ này, thằng này là bị nhốt nhớ các bạn. Nhốt ha. Bởi vì cái con chó nó bị nhốt vào trong nhà cả ngày rồi. Have, lắp nhà có chút have. Have something done, có cái gì được làm bởi ai đó, đúng không ạ? Tức là gì? Have something done, tức là have cộng tân ngữ chỉ vật thì sẽ cộng, có chữ vật mà ghi sai lên sẽ xuống ta, cộng phân từ 2,
phần từ hai. Vậy cho bạn phần từ hai là service ha. Thằng này là printer là cái máy in nha mấy em. Printer là cái máy in nha. Rồi, câu cuối cùng quá đơn giản. À, what là từ để hỏi đúng không? Sau từ để hỏi dùng to verb. Thì cho bạn chỉ có một câu à, có câu là to verb nè mấy em. À, câu là to verb nè. Rồi, mấy bạn nhìn câu cái vế đầu tiên là về thì đúng không? Cái vế đầu tiên là về thì, về sự phối thì, là bởi vì cả hai đội bóng chơi rất là xuất sắc gần đây, recently, là dấu hiệu của từ hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Nhưng mà hiện tại không chơi với quá khứ, cho bạn thấy từ này không? Đang chia diễm em, đang chia quá khứ đơn, tức là câu này ở quá khứ, hiện tại không chơi quá khứ cho nên phải tự hiểu là hiện tại hoàn thành, lùi số 1 thì thành quá khứ hoàn thành. Đáp án đúng của mình phải là câu này. Hiểu bài không? Rồi, ở đây bạn có mấy cụm collocation là exceptional. À, mấy bạn có từ exceptional cái này, ngoại lệ, ngoại lệ ha. Well là tốt. Và mấy cụm collocation nhé, đừng hỏi tại sao mà chặn từ đi với chặn từ nha mấy em. Nó là mấy collocation, sự kết hợp từ giống là gà trống gì đó, mèo mèo mung gì đó. Exceptionally well, xuất sắc một cách đặc biệt ha. Bởi vì hai đội này gần đây đã chơi xuất sắc một cách đặc biệt, cho nên không ai biết được cái cho nên không ai biết cái mà họ mong đợi từ cái match là cái gì. Nhớ nha, exceptionally well là một cái cụm collocation, take note vào và nhớ nhá, là một collocation xuất sắc đặc biệt. Rồi, buổi livestream chữ 50 câu anh hôm nay là hết. Xin chào mấy em, chúc em có một buổi tối vui vẻ. Thứ bảy mình lại test tiếp nha mấy em, vẫn 20 câu, rất dễ ha. Chắc chắn là anh sẽ không có cho khó như vậy. Anh ơi, câu 45 khi nào chọn được B ạ? 45 hả? Em chọn B khi mà nó không nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động hả em? Tức là em dịch ra, bắt buộc phải dịch nhớ bạn. Hai cái A với B này á, thì anh vẫn chưa thể nào mà gọi là tìm hiểu được cái cách khác ngoài việc dịch. Bởi vì dịch ra thì nó mới rõ ràng được. More and more nó giống như increasingly em. Anh type cho nha, increasingly. Hả? Phải dịch, phải nhớ thôi, nhớ mà hoàn thành. Tức là chỉ tính nhấn mạnh thôi. Mà mấy em thấy không? Ví dụ là mấy em thấy mấy câu kiểu là thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn, gần như mà để mấy em chọn được thì mấy em bắt buộc phải dịch hết, đúng không? Bởi vì những cái tính, những cái liên quan nó vào là nhấn mạnh đó, thì nó chỉ có, nó nghĩa y xì, nó chỉ khác là cái nét nghĩa nó mạnh hơn thôi. Mà để biết được cái nét nghĩa nó có mạnh hay không thì mình phải hiểu cái ngữ cảnh của câu, mà để hiểu được ngữ cảnh của câu phải dịch thôi, không còn cách nào khác. Rồi, become increasingly cộng với cái tính từ đó, tức là ngày càng trở nên như thế nào đó ha. Rồi, Vũ Hà nhé. Rồi, xin chào mấy em, chúc em một buổi tối vui vẻ, see you later.